Hậu sau sinh, cơ thể người mẹ sẽ có rất là nhiều những thay đổi đáng kể. Đầu tiên đó là cảm giác lạ lẫm tại vì em bé 9 tháng 10 ngày trong bụng bỗng ra đời. Cái thứ hai nữa đó là một số mẹ thì sinh thường, một số mẹ thì sinh mổ nên là cái vùng kín sẽ là cái nơi mà nhiều vi khuẩn cũng như là nhiều bệnh tật xảy ra nhiều nhất. Chính vì thế ngày hôm nay Giang Venus sẽ làm riêng cái video này ưu ái dành cho tất cả các mẹ bỉm vừa mới sinh em bé xong. Đó là 4 cách chăm sóc vùng kín sau sinh sạch sẽ. Còn bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, let's go! Một, vệ sinh vùng kín ít nhất 2 đến 3 lần trên ngày. Hiện tại, Giang Venus đang mang thai bé Sam ở tuần 35 của thai kỳ và rút kinh nghiệm bầu anh sữa thì lần thứ nhất thì sau khi sinh em bé xong thì cái cảm giác của Giang là đẻ mổ, dù đẻ mổ hay đẻ thường thì cái vùng kín của chúng ta vẫn có rất là nhiều sản dịch các bạn nhé. Nhưng có một cái lưu ý đó là những chị em nào mà đẻ thường á thì các bạn cứ tưởng tượng trên tay Giang đang là tiểu Eva đúng không ạ? Đẻ thường thì đa số chúng ta sẽ cắt đấy hoặc rạch để cho đầu em bé có thể chui ra ngoài. Và khi mà chúng ta không biết vệ sinh sạch sẽ, chúng ta có thể là lấy các dung dịch vệ sinh có quá nhiều bọt hoặc là rửa xong mắt rồi rưỡi thì toàn bộ đầu tiên là cái đường chỉ cắt khâu ở cái phần cô bé tiểu Eva này sẽ đau xót. Cái thứ hai nữa đó là cái tỷ lệ viêm nhiễm cũng như sản dịch tích tồn sau 9 tháng 7 ngày nó vẫn còn đọng lại nên chỗ này nó sẽ bị viêm nhiễm. Hoặc một số mẹ thì thụt rửa quá là nhiều vào bên trong nên gây là cái mùi nó không được sạch sẽ. Nên là kinh nghiệm của Giang đó là rửa bằng nước ấm. Khi mà chúng ta mới sinh mổ xong hoặc sinh đẻ xong rồi chúng ta nên rửa bằng nước ấm sạch sẽ 2 cho đến 3 lần một tuần. Tại vì là cái sản dịch bên trong nó vẫn còn này. Nên là nếu mà chúng ta chỉ rửa một lần một tuần thôi nó có mùi kinh khủng lắm. Và thời gian sau khi sinh em bé xong thì chúng ta cũng phải là đeo bỉm đeo tã nữa. Nên là nếu mà một ngày một lần ấy, thì không khác gì là chúng ta đeo băng vệ sinh mà quá lâu không thay thì cái chỗ đó của chúng ta sẽ có mùi rất là kinh khủng. Nên là các chị em lưu ý giúp cho Giang rửa 2 đến 3 lần bằng nước ấm vào cô bé nhé. 2. Dùng nước ấm hoặc gel vệ sinh Venus để rửa cô bé. Tại sao mà Giang Venus lại ưu tiên dùng nước ấm? Tại vì khi chị em phụ nữ chúng ta mà sinh thêm thần nhỏ thì các bác sĩ sẽ vệ sinh vùng kín này và sẽ có rất là nhiều cồn hoặc là có rất là nhiều các chất ở bên ngoài vùng kín của chúng ta đúng không ạ? Nếu mà vào mùa đông mà không may chúng ta rửa bằng nước lạnh thì cái chỗ vùng kín của chúng ta sẽ rất là xót rát, tại vì chỗ này sẽ bị rạch và sẽ bị khâu vào, thì những cái vết khâu đó sẽ làm cho chị em chúng ta đau quằn quại. Còn nếu mà chị em chúng ta sinh mổ thì cái chỗ vùng kín của chúng ta nó vẫn mở rộng nhá, tại vì một số bạn ví dụ như Giang chẳng hạn đang sinh mổ nhưng mà do lúc đầu là đã rạch hết ối cạn ối rồi mà thằng sữa nhà Giang không ra nên là tay bác sĩ vẫn cho vào bên trong, tay bác sĩ vẫn ngoắng và vẫn xem đầu em bé kích cỡ như thế nào. Nên là chúng ta nên dùng nước ấm thì để vệ sinh sạch sẽ cũng như là cái độ nhiệt độ nó không chênh lệch quá nhiều so với bé bím. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta nên dùng trải nghiệm gel vệ sinh Venus, tại vì theo Giang được biết tất cả các loại dung dịch vệ sinh thông thường á thì giá thì có thể là rẻ, rất là rẻ thôi, nhưng khi mà rửa vào á thì có cái độ pH nó quá là cao và rửa một phát thì đầu tiên cái cảm giác là rất là nhiều bọt, cái thứ hai nó mát rời rượi từ trong ra ngoài, mà mới sinh em bé xong mà mát như thế thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cái cổ tử cung ở bên trong, nó sẽ làm cho bào mòn toàn bộ cổ tử cung và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm phụ khoa rất là nguy hiểm. Mà mới sinh em bé xong mà bị viêm nhiễm như thế thì chị em phụ nữ chúng ta rất là rắc rối và nó là một nỗi niềm kinh khủng luôn. Thì các bạn có thể tham khảo trải nghiệm cái gel vệ sinh Venus, tại vì là cái sản phẩm này Giang cũng dùng hơn 3 năm rồi, từ lúc sinh bạn đầu đến chuẩn bị sinh bạn thứ hai, rất là sạch sẽ mà lại có tinh chất vàng nano bạc thì làm cho vùng kín của chúng ta thì lưu thông máu này hồng hào, mũm mĩm mềm mượt và tóm lại là giảm tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa đáng kể. 3. Tiết chế lực rửa nhẹ nhàng với cô bé. Bình thường mỗi khi đi vệ sinh nhẹ hay nặng thì Giang đều có một thói quen đó là lấy cái vòi xịt và xịt xung quanh cái bộ phận cô bé của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta vừa sinh em bé xong mà với cái giai đoạn đó là đẻ thường á, bị rách, bị khâu và có những cái chỗ không được sạch sẽ như thế mà chúng ta lấy vòi sen chúng ta xịt vào thì cái cảm giác đầu tiên đó là xót, cái thứ hai đó là rát. Nên là kinh nghiệm là gì, các bạn vẫn có thể lấy cái vòi xịt xịt vào cái vùng kín của chúng ta, nhưng mà trước khi lấy vòi xịt thì các bạn hãy cầm cái vòi và chúng ta xịt xịt thử xuống đất hoặc xuống nền hoặc bắn vào tường để xem cái lực của cái vòi đó nó nhẹ nó mạnh để chúng ta có thể nhẹ nhàng điều khiển, tránh trường hợp đó là vòi xịt mạnh quá thì làm bung mất
cái đoạn chỉ vừa khâu. Còn nếu mà nhẹ quá thì nó lại không sạch ở bên trong, các chị em chú ý nhá. Còn một cái lưu ý nữa đó là khi mà rửa tiểu Eva sau khi sinh em bé, đó là chúng ta rửa nhẹ nhàng thôi. Và không nên thụt rửa sâu vào bên trong. Tại vì khi mà chúng ta thụt rửa sâu ở bên trong nhá, thứ nhất đó là những cái vi khuẩn ở cái phần lỗ hậu, cái thứ hai đó là những cái máu hoặc những cái bẩn ở bên ngoài nó lại chui vào bên trong, nó lội ngược dòng vào bên trong, làm cho chị em của chúng ta bên trong nhẽ là bình thường pH đang yên đang lành tự nhiên nó bị thức dậy và nó làm cho viêm nhiễm phụ khoa, vi khuẩn nó lại đánh nhau, thành ra là nó không được sạch sẽ đó. Và còn nói thì nói vậy thôi chứ sinh bé đầu là đa số là mẹ chồng Giang với ông xã Giang là rửa phần bên dưới cho Giang, nên là Giang không có cảm xúc gì hết, tại vì lúc đấy Giang rất là đau rồi và Giang không nhìn được bên dưới của Giang luôn. Còn không biết các mẹ như thế nào. Trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm, nhưng sản phẩm nào đáp ứng được tiêu chí ngon, bổ rẻ, an toàn mà còn hiệu quả đến sức khỏe của chị em phụ nữ? Ngày hôm nay Giang Venus muốn chia sẻ cho tất cả các chị em, đó là gel vệ sinh rửa bím bằng vàng. Trời ơi, các bạn sẽ không thể nào tìm được một cái sản phẩm nào lấy vàng để rửa và chăm sóc vùng kín. Cái cảm giác khi mà rát vàng vào vùng kín, cô bé nó thơm, hương nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, tóc cô bé thì mềm mại và đặc biệt là tăng collagen chống lão hóa, ngăn chảy xệ. Nên là rửa xong các bạn sẽ vứt toàn bộ những cái sản phẩm dung dịch vệ sinh thông thường trên thị trường và chắc chắn các bạn rửa một lần các bạn sẽ nghiện cả đời. Để được tư vấn miễn phí và liên hệ mua hàng chính hãng, các chị em hãy liên hệ ngay đến số Zalo và hotline của Giang Venus. Chúc các chị em trở thành những người phụ nữ thông minh, hiện đại và biết làm tình trên giường. 4. Tẩy rửa và vệ sinh vùng kín đúng chiều. Cái này là cái rất là hay này. Không những mẹ bỉm sau sinh mà những ai đang mang thai hoặc những ai mà có con gái, hãy xem hết cái video, đặc biệt là cái điều 4 này cho Giang. Tại vì nhá, rất là nhiều chị em rửa sai chiều. Giang đã có một cái video ở cái kênh Giang Venus Entertainment ấy, thì đó là cách hướng dẫn rửa bím gọi là chuẩn y khoa. Và ví dụ các bạn cứ tưởng tượng bên trên này là cái phần hạt đậu đúng không ạ? Bên dưới này là chỗ mà chúng ta đi tiểu và bên dưới nữa là cái lỗ gọi là lỗ hậu đúng không ạ? Thì nhiều mẹ cứ rửa ngược từ dưới lên trên. Đấy là rửa sai hoàn toàn. Chúng ta phải rửa từ trên xuống dưới, từ hạt đậu cho đến cái lỗ chúng ta đi tiểu cũng như là cái phần bên ngoài. Thì những cái bẩn từ trên xuống dưới này nó theo một chiều, nó ra ngoài nó mới sạch sẽ. Đây, một số chị em cứ rửa hớt ngược từ dưới lên trên thì những cái vi khuẩn vừa đi ị xong này, những cái bẩn ở đó nó lại lội vào bên trong, nó không hề sạch một chút nào. Bên cạnh đó một số chị còn rửa bằng nước lã. Bình thường chúng ta đánh răng, chúng ta đánh bằng nước lã thì không sạch được. Sau một đêm mảng bám vẫn còn. Chúng ta rửa mặt, chúng ta đang có make up mà chúng ta rửa bằng nước lã cũng không thể nào sạch được mỹ phẩm đúng không ạ? Vậy mà cái vùng này của chúng ta sau 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu cái vi khuẩn tích tồn, bao nhiêu cái sản dịch nó ra ảo ảo như thế mà chúng ta rửa bằng nước sạch thì không thể nào mà nó diệt được vi khuẩn. Có một số mẹ ở vùng quê hoặc miền núi nhá, có nghe các bà đó là đun lá trầu không đúng không ạ? Nhưng vì cái tỷ lệ lá trầu không nó quá nhiều nên khi mà rửa thì sẽ làm cho sót cô bé, rát cô bé và nó không đúng theo một cái liều lượng nào cả. Một số chị em lại rửa bằng nước muối, trời ơi, nước muối quá nhiều như vậy cũng sẽ làm mất cân bằng tính pH bên trong. Nên là các mẹ, các chị có thể trải nghiệm gel vệ sinh Venus tinh chất vàng hoặc cũng có thể trải nghiệm các sản phẩm mà các bác sĩ khuyên dùng để chúng ta có một bộ phận chăm sóc cô bé hồng hào, sạch sẽ, thơm tho. Vừa được ôm thiên thần của chúng ta vào lòng mà cái vùng kín của chúng ta thì chúng ta thoải mái vô tư, không cần suy nghĩ. Vậy là từ đầu đến giờ, Giang Venus đã chia sẻ cho tất cả các mẹ bầu sau sinh về 4 đặc điểm chăm sóc cô bé chuẩn y khoa. Thứ nhất đó là rửa bằng nước ấm. Thứ hai đó là rửa mỗi ngày 2-3 lần sau khi sinh. Thứ ba đó là rửa với một lực tác động rất là nhẹ. Và cuối cùng đó là không thụt rửa vào bên trong. Và rất là mong nhiều mẹ bỉm cũng như nhiều mẹ bầu, những mẹ đã đang và sẽ có con sẽ xem được cái video này, thấy video này thật là thiết thực. Và cái video này có thể giúp cho đời sống phòng the của các bạn càng ngày càng thăng hoa và giúp cho các bạn có thể chăm sóc được con của chúng ta thông minh và khỏe mạnh hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy hay, hãy ấn like và share. Bên cạnh đó, hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!